Ok, xin chào anh chị các bạn. Thì hiện tại mình đang ngồi tại phi trường quốc tế Narita của Nhật Bản. Thì hôm nay thì cũng là một ngày khá là đẹp. Cái tháng này mình đi cũng hơi bị nhiều á. Mình đến Narita đây lần thứ 3 rồi. Thì từ cái lúc mà mình đi về ăn Tết tới bây giờ là cũng được 2 tháng, từ tháng 2 đến tháng 4 cũng được 2 tháng rồi. Nhưng mà tại vì cái việc là mình cũng bay qua bay lại Canada để mình hoàn thành cái hồ sơ landing cho con gái của mình luôn. Đó, thì mình cũng bay qua bay lại khá là nhiều. Đó, thì hôm nay thì kỳ nghỉ cũng đã xong rồi. Hai vợ chồng mình bắt đầu là bay về lại Canada để tiếp tục làm việc, cũng như là phải tích lũy đủ cái số ngày để sau đó mới có thể xin được cái quốc tịch. Thì xin quốc tịch xong rồi thì mình có thể tự do về cái thời gian hơn. Ok, thì đây một vài hình ảnh của cái phi trường Narita nè, để xíu mình đi vòng vòng mình quay cho mọi người xem ha. Rất thích sân bay Nhật Bản cũng như là mọi thứ của Nhật Bản. Hồi mình cũng hơi bị cù Nhật Bản luôn á. Mình cũng đi học tiếng Nhật này kia cũng khá là nhiều, dành thời gian. Mà cũng thời gian không dùng thì nó cũng quên dần rồi. Ý mình nói đây thì phải gọi là cái sự chuyên nghiệp và những cái sản phẩm của Nhật Bản quá chất lượng đi. Thì mình đang ngồi ngay cái tại cái chỗ là cái cà phê Fashion La này. Để mình quay cho các anh chị các bạn xem ha. Ở đây mình không có quay được bên này. Cái góc này mọi người thấy cái cà phê Fashion La không? Ok, cái quán cà phê này nó bán nước uống, đồ ăn này kia cũng khá là ngon. Mà cái giá cả thì nó cũng không có đắt đỏ lắm, nó cũng phù hợp. Ok, thì sân bay Nhật Bản thì mình theo cái cảm nhận của mình thấy thì nó gọi là rất là sạch sẽ và nó cũng đẹp nữa. Nó thuộc dạng, mình đánh giá là thuộc dạng 5 sao. Okay. Để mình đi vòng vòng chút xíu quay cho anh chị xem ha. Rồi mình chia sẻ một ít thông tin về cái việc mà như thế nào để giúp mình săn được cái vé rẻ hơn. Để mình đeo khẩu trang là mình đi. Ok, chút xíu mọi người xem. Tới đây mở xuống chút xíu. Ok, cũng muốn lên hình tại vì cũng ít lên hình lắm. Thì tập lên hình cho nó quen nha mọi người. Ok, đây một vài cái hình ảnh sân quay thì mọi người xem từ cái đằng sau thì mọi người coi ha. Hôm nay cái chuyến bay của mình thì nó từ Việt Nam sang Narita, rồi từ Narita Nhật Bản lại sang phi trường của Vancouver, thì đó là điểm cuối của mình. Hôm nay sân bay đông quá mọi người ơi, đông rất đông đó. Thì bệnh Covid thì nó cũng giảm nhiều rồi, giờ mọi người cũng được đi lại tự do hơn trước rồi, nên cũng dễ hiểu là tại sao nó lại đông như vậy ha. Một vài tháng nữa thôi thì mình nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Các mọi người thấy không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây là cái quán Fashion La nè. Nó nằm ở bên này. Đây cái quán mình Fashion La bên này nè. Nó đằng sau mình nữa ha. Thì nó cũng có nhiều cái cửa hàng miễn thuế lắm. Mà hôm lúc nãy mình đi thì cũng chưa có quay kịp. Thì để mình coi thử các cái chỗ nào nó đẹp đẹp nữa mình quay cho mọi người xem. Thì sẵn tiện hôm nay mình cũng chia sẻ một ít thông tin là cái cách mà giúp mình săn được cái vé máy bay rẻ. Thì cái tháng rồi là như mình nói mình bay qua bay lại Việt Nam rất là nhiều lần luôn. Việt Nam Canada bay rất là nhiều lần. Thì cái vé của mình săn được trung bình là từ khoảng 450 đến 600 đô. Thì nếu bạn từ Vancouver bay về Việt Nam thì cái vé đó là nó cũng khá là phổ biến. Đó. Nhưng mà các bạn phải săn, phải dành thời gian nhiều để săn nó. Thì đó là cái bước đầu tiên. Phải săn những cái vé mà nó
mở bán khoảng gọi là mở bán cái đợt đầu á, đó là để mình có được cái điều tốt nhất. Như đầu tiên là mình đi từ bên Việt Nam sang á, thì mình đi cái vé có 450 à, rồi ba vợ chồng mình với đứa con mình á đi sang thì có hơn 1,200 à, đó. Chất lượng rất là tốt. Đó. Còn hiện tại thì vợ chồng mình á bay qua lại Canada thì cũng vậy, cái vé khoảng tầm 500 đô. 500 đô là chất 500 đô ca nhé, không phải 500 đô Mỹ luôn đó mọi người. 500 đô ca khoảng tầm 9 triệu thôi. Đi hãng Anna Airlines 5 sao. Phục vụ rất tốt luôn, mình rất thích hãng này. Sau này mình cứ canh cái hãng này mình đi thôi. Cứ canh là khi nào mình đi về là cứ book trước để mình đi cái hãng này. Đó, thì đầu tiên đó, để mình sang được cái vé tốt là mình phải ráng để mình mua những cái ngày mà nó ở giữa, thường những ngày giữa tuần á thì cái giá nó sẽ tốt, cũng như là mình mua cái thời gian nó phù hợp. Ví dụ như mình trước khi mình bay mình nên mua vé trước 1-2 tháng để mình mua được cái deal tốt đó. Hoặc là trường hợp thứ hai là nếu mà bạn không có được vé tốt thì bạn phải mạo hiểm risky chút xíu là chờ tới gần ngày, nhưng mà cận ngày để có vé tốt thì rất là hiếm đó. Thì cũng tranh thủ nên mọi người ráng mua trước ngày bay 1-2 tháng gì đó thì cái giá nó sẽ mềm hơn. Đó là cái bước đầu tiên. Còn cái bước thứ hai á là mọi người có thể là nghĩ đến cái việc là nhận mang đồ giùm, đó nghĩa là giúp đỡ các anh chị từ bên Việt Nam muốn gửi hàng sang Canada thì cứ nhận hàng giùm. Như mình thì mình nhận khoảng đợt này mình nhận khoảng 50 kg thôi. Theo cái quy định thì mọi người có thể đi hai kiện hành lý 46 kg và một kiện sách tay, và cách sách tay khoảng 10 kg, với lại các bạn có thể đeo một cái hai túi sách ba lô gì cũng ok. Đó, thì tổng cộng thì mọi người có thể tính toán, thì nếu mà mọi người nhận hàng thì có thể gửi qua cái phần mà hành lý ký gửi á, 40 mấy ký á. Hai vợ chồng mình thì cũng khá nhiều, dư cũng khá nhiều ký nên mình nhận khoảng cỡ đó. Thì như mọi người tính thì một mình nhận một ký khoảng rẻ 12 đô thôi, thì 50 ký thì khoảng tầm 600 đó, thì 600 đô gần như là nó cover toàn bộ cái tiền vé rồi. Tính ra, nếu mà tính ra cái đợt này mình trả 18 triệu hai vợ chồng rồi nhận 600 đô 600 đô thì tính ra nó còn khoảng 400 đô chứ mấy. Ok, đi Việt Nam Canada thì chỉ mất có 400 đô, quá rẻ đúng không? Lần trước mình đi còn rẻ nữa, tại vé 450 mà mình nhận đô tới mấy chục ký, gần 80-90 ký, gần 1,000 đô, ba người đi chỉ có 300 đô rồi. Đó, nên là mọi người có thể nghĩ đến cái việc nhận đồ, đó, cái bước thứ hai để giúp cho các anh chị các bạn tiết kiệm thêm cái chi phí. Nhưng mà thì nó cũng có một cái ít, một cái việc mình phải là sắp xếp hành lý này kia, xong rồi sang tới nơi thì giao cho người ta, thì đó cũng là một cái trở ngại thôi, nhưng mà không sao, mình như công việc mà. Ok. Đấy. Thì đó là những cái hình ảnh của cái sân bay Narita một ít thôi. Để mình ngồi mình ăn uống mình nghỉ ngơi chút xíu để cái dịp tới đó mình đi mình quay nhiều hơn cho mọi người xem mà. Đây cũng khá là ok rồi á. Bây giờ mình chỉ có ngồi nghỉ ngơi chút xíu để ăn rồi mình bay, tại vì cái thời gian của mình nó còn có cũng khoảng hơn tiếng à. Nên đây là những hình ảnh mình chia sẻ với anh chị các bạn nha. Rồi, ok. Thì mình hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sau. Hy vọng là những chia sẻ của mình nó giúp cho mọi người sang được cái vé tốt hơn để có thể đi lại nó dễ dàng hơn ha. Ok. Chào anh chị các bạn ha. If you hear your name, please proceed to gate 56. Once again, gate 56 with your passport and boarding pass.